Tối qua ngày 1 tháng 4, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố 5 đối tượng trong vụ buôn bán sử dụng ma túy gây chấn động dư luận tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tối 1 tháng 4, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố đối tượng Nguyễn Xuân Quý, 38 tuổi, trú tại Thanh Trì, cùng 4 người khác gồm Nguyễn Văn Ngọc, 47 tuổi, có 5 tiền án về ma túy, Nguyễn Trung Nguyên, 38 tuổi, có 2 tiền án về ma túy, Nguyễn Công Thường, 35 tuổi, có 3 tiền án về ma túy và Lê Hoàng Hải, 26 tuổi, về các tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Nguyễn Anh Vũ, kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm. Theo điều tra, đối tượng Quý có tiền sử bệnh tâm thần nên vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, huyện Thường Tín, Hà Nội từ tháng 11 năm 2018. Trong quá trình điều trị, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ y tế của bệnh viện, trong đó có Nguyễn Anh Vũ, để được tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu. Thậm chí, Quý đã cải tạo căn buồng điều trị bệnh thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser, cất giấu và sử dụng trái phép chất ma túy. Không chỉ cùng đàn em mời bạn bè, trong đó có cả cán bộ bệnh viện sử dụng ma túy ngay tại chỗ, Quý còn đưa cả những cô gái làm dịch vụ đến đây để cùng sử dụng ma túy. Bị can Vũ cũng tham gia dùng ma túy nên khi bị bắt kết quả test nhanh dương tính với ma túy. Không những thế, Quý còn tổ chức mua bán ma túy ngay tại bệnh viện. Những người đến mua ma túy thường giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân để thực hiện các giao dịch mua bán ma túy. Quý không trực tiếp đưa hàng mà sai đàn em mang giao cho khách hoặc hẹn ở khu vực sân tennis, bãi đỗ xe phía sau khu điều trị trong bệnh viện rồi ném ma túy qua cửa sổ phòng bệnh từ tầng 2 xuống. Để tránh bị phát hiện, Quý bố trí Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Công Thường ngụy trang thành lái xe taxi, xe ôm công nghệ túc trực tại cổng bệnh viện làm nhiệm vụ cảnh giới và đi giao ma túy. Vụ việc đã khiến dư luận hết sức bức xúc khi tồn tại một phòng bay lắc ngay trong bệnh viện trong một thời gian dài mà không ai hay biết. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao bệnh viện lại cho bệnh nhân tâm thần được tự cải tạo buồng bệnh tại nơi bay lắc. Để trả lời câu hỏi này, ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vừa tiếp tục có báo cáo chi tiết gửi Bộ Y tế về việc bệnh nhân lập phòng bay lắc và bán ma túy ngay tại bệnh viện. Ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 vừa tiếp tục có báo cáo chi tiết gửi Bộ Y tế về việc bệnh nhân lập phòng bay lắc và bán ma túy ngay trong bệnh viện. Theo ông Tịnh, bệnh nhân được điều trị tại khoa điều trị tự nguyện từ ngày 8 tháng 11 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, bệnh nhân được chuyển sang khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền. Bệnh nhân được Viện Pháp y Tâm thần Trung ương kết luận mắc rối loạn cảm xúc thực tổn. Căn phòng nơi bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý điều trị mới được khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền đưa vào sử dụng từ tháng 12 năm 2020. Bệnh nhân ở cùng phòng với một bệnh nhân khác. Họ thuộc diện điều trị bắt buộc theo quyết định của Viện Kiểm soát Nhân dân các cấp. Đầu tháng 2 vừa qua, tranh thủ ngày nghỉ, nhân viên trong khoa nghỉ, chỉ có người trực, bệnh nhân Quý tự ý ngăn đôi phòng để sử dụng một mình. Phát hiện bệnh nhân ngăn phòng, lãnh đạo khoa đã yêu cầu dỡ bỏ nhưng Quý trình bày muốn ngăn để được nằm điều trị riêng cho yên tĩnh. Vì phòng bệnh rộng nên lãnh đạo khoa đồng ý. Trong quá trình điều trị, đối tượng Nguyễn Xuân Quý đã sử dụng phòng riêng, tất cả trang thiết bị mang vào trong phòng, lãnh đạo khoa hoàn toàn không biết. Cũng theo báo cáo, bệnh nhân Quý từng bị chấn thương sọ não, cảm xúc rất không ổn định, có hành vi nguy hiểm nên công tác kiểm tra các hoạt động trong phòng của bệnh nhân rất khó khăn. Mỗi khi bác sĩ và lãnh đạo kiểm tra bệnh cho bệnh nhân, Quý đều không cho vào, yêu cầu ra ngoài khám và hỏi bệnh. Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương báo cáo, lãnh đạo khoa hoàn toàn không nghĩ đến việc bệnh nhân tàng trữ chất gây nghiện và một số dụng cụ sử dụng chất gây nghiện trong phòng. Chính vì vậy, các trang thiết bị, thuốc gây nghiện bệnh nhân mang vào phòng cho đến khi cơ quan công an phát hiện, lãnh đạo khoa hoàn toàn không hay biết. Cũng theo báo cáo này, lãnh đạo khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền cũng đã nhận trách nhiệm vì không báo cáo lại tình hình cho lãnh đạo bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện đã xem xét kiểm điểm của khoa, xem xét trách nhiệm và xử lý, xong để giải quyết đúng quy định, đúng người đúng tội và có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng, bệnh viện đang phối hợp và chờ kết quả của cơ quan điều tra. Theo ông Tịnh, sự việc xảy ra với trường hợp đối tượng Nguyễn Xuân Quý, lãnh đạo bệnh viện nghiêm túc xem xét kiểm điểm từng cá nhân và tập thể liên quan, sai phạm ở mức độ nào sẽ xử lý đúng theo quy định của pháp luật và Bộ Y tế. Cùng ngày, Bộ Y tế quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và hợp tác với cơ quan điều tra đối với bác sĩ Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tạm đình chỉ công tác chuyên môn để hợp tác với cơ quan điều tra đối với các cá nhân liên quan, bao gồm bác sĩ Đỗ Thị Lưu,
trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, điều dưỡng Tạ Thị Thêm, điều dưỡng trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, nơi trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý, người đã bị công an thành phố Hà Nội bắt vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng bệnh nội trú Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Trước đó vào tháng 1 năm 2021, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra thành phố về ma túy đã phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố do đối tượng Nguyễn Xuân Quý, sinh năm 1983, trú tại tổ 22 khu ga thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội cầm đầu. Đáng chú ý, đối tượng Quý từng có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và một tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng. Đối tượng Nguyễn Xuân Quý có tiền sử bệnh tâm thần và điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từ tháng 11 năm 2018. Do thời gian ở bệnh viện lâu, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu. Ngay tại phòng điều trị, Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Nơi đây biến thành trung tâm giải trí không chỉ cho bạn bè của Quý mà còn cả một số cán bộ bệnh viện cũng tham gia. Xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra thành phố về ma túy đã dày công theo dõi, đấu tranh và ngày 20 tháng 3 đã triệt xóa ổ nhóm này. Ngoài đối tượng Nguyễn Xuân Quý, cơ quan công an còn bắt giữ 5 đối tượng khác. Cán bộ, nhân viên bệnh viện cùng bay lắc với các đối tượng là điều mọi người không thể tưởng tượng được. Do đó cần phải xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Đây là ý kiến của một số đại biểu Quốc hội khi trao đổi với phóng viên VTC sau khi cơ quan công an triệt phá ổ bay lắc ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Trước việc tồn tại ổ bay lắc ở ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, nhiều đại biểu Quốc hội tỏ ra hết sức kinh ngạc. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng khi phòng ốc bệnh viện được sửa biến thành phòng cách âm, tổ chức sử dụng ma túy, bay lắc thì người cán bộ quản lý không thể nói là không biết gì. Vậy thì các đồng chí lãnh đạo ngành đấy có sâu sát không? Đấy, có thường xuyên đấy thực hiện kiểm tra thanh tra rồi là chúng ta có cái tuyên truyền giáo dục chấn chỉnh không? Mà để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật ở ngay trong trung tâm như thế. Chắc chắn rằng đây là nó không phải chỉ một cá nhân rồi. Đương nhiên nó phải là còn có các cái nhân vật khác tham gia vào cái quá trình này nữa. Có đối tượng là cán bộ, nhân viên, là bác sĩ mà lại cùng vào bay lắc cùng các đối tượng này. Thì quả thực đây là một cái điều mà rất đáng tiếc. Và đây là một cái điều mà mọi người không thể tưởng tượng được. Bởi vì rõ ràng chúng ta đều nhận thức được rằng cái việc mà sử dụng trái phép chất ma túy thì đương nhiên là tiếp tay cho những cái kẻ tàng trữ buôn bán cái chất ma túy. Nó gây nguy hại rất lớn, đặc biệt lớn cho xã hội, cho cộng đồng. Đại biểu Nguyễn Chiến cũng cho rằng những hành vi sai trái này đã phải có một quá trình, một thời gian chuẩn bị, tổ chức thực hiện. Do đó, rất cần cơ quan điều tra tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định trách nhiệm của những người có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thì theo quy định của pháp luật, đây là cái hành vi mà vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự. Do vậy mà nếu như những cái người mà ở ngoài xã hội đã có những các cái việc mà tàng trữ rồi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì đã là cái việc mà dư luận xã hội lên án và pháp luật cần phải xử lý nghiêm. Nhưng trường hợp này nó lại hy hữu và rất là đặc biệt. Phải xử lý một cách hết sức nghiêm khắc, tránh tình trạng này rồi dựa vào những cái báo cáo lươn lẹo nó đi. Rồi phủi, thoái thác các cái nhiệm vụ, thoái thác trách nhiệm. Rồi đặc biệt là như thế này, là cảnh giác với cái câu chuyện là bao che cho nhau, dạy nhau cái cách báo cáo để mà qua đó hạ bớt cái trách nhiệm khi mà anh tiến hành, anh xem xét để xử lý. Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 được thành lập từ năm 1963, có trụ sở tại địa bàn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Năm 2018, cơ quan công an cũng đã từng bắt 2 cán bộ của bệnh viện này, một phó trưởng khoa và một kỹ thuật viên trưởng, vì hành vi nhận hối lộ, làm bệnh án tâm thần giả cho tội phạm nhằm trốn tránh hình thức xử lý của pháp luật. Đây là một vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, với số lượng thu giữ hơn 6 kg ma túy tổng hợp.
Nghiêm trọng hơn là đối tượng sử dụng buồng điều trị bệnh nhân tâm thần làm nơi cất giấu, tổ chức sử dụng trái phép, giao dịch, mua bán ma túy. Điều tra bước đầu cho biết, đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này là Nguyễn Xuân Quý và điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từ tháng 11 năm 2018. Do thời gian ở bệnh viện lâu, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu. Việc dư luận đặt dấu hỏi liệu đối tượng này có thực sự bị bệnh tâm thần hay không. Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ toàn bộ trách nhiệm của bệnh viện, tình trạng bệnh lý cũng như quá trình đối tượng hoạt động có liên quan đến nhân viên của bệnh viện như thế nào.